Quý vị cứ việc la kiếm tiền đi ha, cần ăn đã có tấm tèo lo. Canh chua đây, mắm kho đây. Đây, canh chua. Nè. Đó. Ngon. Sáng giờ chưa ngủ à, thì... Cái gì mắm kho hả? Mắm kho đang sao này chị? Chị đâu? Giờ về là sư cô mượn luôn. Ngon quá. Ê, thấy mình chuyển xác giỏi sư cô mượn. Ê tụi bay ăn gì? Cơm về đi. Cơm canh chua đi ha. Cơm canh chua. Ai là gì? Ai biết muốn ăn gì đó ăn. Thôi cơm canh chua đi vậy luôn. Có mắm kho nữa kìa. Thôi thôi canh chua mắm kho gì vậy? Canh chua cá này chị coi vậy. Để chị học. Rồi chị bông, chị bông hồi sáng chị đưa chị rồi. Mai ba làm hả? Ừ, ngon ăn đi. Đợt này ăn gì?